nó đang đùng kia. Nó nằm ngủ. À, nó nằm ngủ à? Nó đứng lên nó nằm ngủ tiếp bố. À, nó ngủ à? Bố bây giờ bố biết là con khủng long nó nằm ngủ như thế. Con này nó há mồm nha. Nó cắn mình. Nằm ngủ nó há mồm ra như thế là nó hơi tốn bọt đấy. Nó nhớ bước tạm chảy. Chưa, chào các bạn đi. Chào các bạn. Giơ tay chào các bạn nào. Ok, hôm nay mình làm gì? Em đang làm robot. Hả? Robot. Mình lắp ráp robot à? Nó làm robot. Mình lắp robot gì đấy, giới thiệu cho các bạn thế nào? Chiêu đo. Đây là con robot gì? Robot chi đo. Robot chi đo là robot gì em chứ? Robot bé. À, robot siêu to à? Một con robot siêu to là con robot bé, nhưng siêu to là con mồm to đúng không? Con mồm tay nè này. Rồi con mồm bé đâu, mình giới thiệu tất cả robot lên thế nào đấy. Ta để lên bàn thế nào. Cái con mồm bé nè này. À, lắp lên thì giới thiệu để lên bàn cho các bạn xem nào. Cái con, một cái con trương. Vâng. Và cái con bé này này bé đi đẹo quá. Cho lên bàn thế nào. Cái con này bé đi đẹo không to nên. Vâng, cho lên bàn trình diễn thế nào. Con này to luôn. Con này chào tất cả các bạn nào. Con này to là rồi. Con này bé. Đúng rồi. Còn con nào cũng cho lên chào hết đi. Con này bé hơn. Con này nó có hình như nhân. Cho nó bước lên bàn. Chào các bạn. Rồi ok. Đây là bạn này là bạn khủng long à? Bạn này khủng long. Khủng long à? Khủng long bé không được. Khủng long nhỉ? Rồi, con lên tiếp. Ở đây khủng long to. Còn mấy bạn nữa kia mà, mấy bạn đứng dưới kia mà. Rồi, ok. Không à, 1, 2, 3 đi bố. À, bây giờ mình có lắp không? Ừ. Mình có lắp robot không? Hay là chỉ giới thiệu với mấy bạn này thôi. Giới thiệu đến thế nào? Con này có chân dài. Con to nhất tên là gì? Con to nhất con này nó cao. Con cao tên là gì? Nó cao mà nó to lên. Yeah. Nó có tên không? Nhá. Yeah. Nó có tên không? Nó có tên mà. Con này không phải là khủng long gì nhỉ? Khủng long khổng lồ đúng không? Long đi quốc bố, khủng long bé đi tiểu bố. Khủng long khổng lồ Optimus đúng không? Không mà, nó bé đi gần bố, à, nó còn bé hơn. Ông này không phải ông Optimus à? Vâng. Thế còn ông kia là ông gì? Ông dưới thấp hơn là ông gì? Ông phải đèo của long, nó có đầu ông long nữa. Khủng long nhưng mà khủng long phải có tên chứ? Nó có nể nhện ở trong kia. Nó tên là gì con? Nó tên là nể nhện bố. Long rồi nhẹ à? Đây vô. À, đây là người nhẹ này. Ông rồi là có khủng long cỏ này. Xong rồi là ba siêu robot đại chiến đúng không? Vâng. Đúng không? Vâng. Xong rồi là ông gì nhốt ở trong cái hộp màu đỏ kia? Ông hộp nhốt trong hộp màu đỏ tên là gì? Ông là Iron Man. Iron Man à? Iron Man chốt trong hộp màu đỏ à? Vâng. Con khủng long đỏ nó bị chết à? Chưa. Sao nó ăn đùng cái kia? Nó nằm ngủ. À, khủng long nằm ngủ à? Nó đứng lên nó nằm ngủ tiếp bố. À, nằm ngủ à? Bố bây giờ bố biết là con khủng long nó nằm ngủ như thế. Con này nó há mồm nha. Vâng. Nó cắn mình. Nằm ngủ nó há mồm ra như thế là nó hơi tốn nước bọt đấy. Nó nhớ bước tạm chảy. Thì nó con, nhớ. Con gọi nó dậy đi, không rồi nó khát nước. Nó cần ngủ nước trong nước vợ. Ừ, nó ngủ kiểu đấy là hơi bị khát nước đấy con ạ. Nó chưa này.
không có mạch buồn. Đúng rồi, ăn nước mà có nước mà uống đúng không? Con này không có nước mà múa gì. Uống nước mà uống rồi. Con này nó con này múa đâu. Con này nó cho mạch lắm. Đúng rồi, như vậy có nước mà uống được ăn nước chết. Con ấy giờ chưa chết, con ấy bắn ngay. Đúng rồi. Thế là chỗ này là có bao nhiêu con tất cả? Có 30 con bố. À, chỗ này con đến có bao nhiêu con? Có 30 con này bố. À? Con này bố, con này bố. À không, thế là bố bảo đến mà con trên bàn có bao nhiêu con? À, đấy là một con nữa, con đấy có ngủ không? Con đấy chưa. Con đấy có ngủ không? Hay ngủ hay nằm chưa không? Con đấy nằm đân đất đất bộ. À, con cho lên trên bàn đi. À, con này đứng được, đúng không? Con này tôi đứng im. Rồi, ngồi tiếp đi. Con đấy nó chết này. Ngồi tiếp bán đồ hàng đi. Con đấy nó nằm nè, nó không đứng lên. Đúng rồi, ngồi tiếp bán đồ hàng đi. Con đấy chưa này, đầm nằm. Đúng rồi. Có một con bộ. Có một chú con bộ. Thế là có ba con khủng long đại chiến này. Con này có con ba, ba con robot đại chiến, ba con khủng long là 6 con này. Đó, bố nhìn này. Con này long bị chạm đến nhện đấy. Bố nhìn này. Bố nhìn rồi. Trong đời nhện nó ngã bứa mặt với. Ngã bứa mặt à? Ngã trong vòng bứa mặt. Trong nó lại ngã bứa mặt. Trong cái con nhện nhện kia nó, cái con khủng long kia nó ngã cái, nó vừa đập vào mặt bố ạ. À, ngã đập vào mặt à? Vâng, con đấy. Rồi, thế là bằng này con là đang đứng cả đúng không? Không có con nào đi ngủ đúng không? Con đấy nhờ, con đấy đứng im, con đấy đứng đấu bố ạ, con đấy đứng. Đúng rồi, đứng im, đúng rồi. Ok, thế hôm nay là Vinh giờ giới thiệu là ba khủng long đại chiến. Bố nhìn này. À, ba robot đại chiến, ba khủng long đúng không? Bố nhìn này. Rồi, nó nằm đông đông. Rồi con đấy lăn, con đấy nằm, con đấy mắc bệnh khát nước rồi. Con ấy nằm trong nước kìa, con ấy. Rồi, con ấy suốt ngày ngủ mắc bệnh khát nước. Con ấy nó không có nước quá. Đúng rồi, há mồm ra thì khát nước làm sao nữa. Con ấy nó nằm ngủ đấy. Rồi thôi kệ nó nằm ngủ nha. Rồi. Thế thôi nha. Cho các bạn khủng long chào thế nào? Chào các bạn xem YouTube của Vinh nào. Chào nha. Cho các bạn chào nha. Đấy rồi ơi. Siêu nhân ngã đùng xuống rồi, chấn thương sọ não rồi. Thôi, chào đi nha. Chào các bạn. Chào các bạn nha.